chầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần, chứng tri con đã sám phiền não chướng vết hằng nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khẩn cầu sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên, nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời, nghiệp là mầm mống luân hồi. Tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành, nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân, nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bằng. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng, mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hậu báo lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ cặp hên, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp thương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mai sau, án thời phương giảm tội sâu. Nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật phép soi lòng. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lạy Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên.
Do đâu nghiệp tới mà nên nói này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô giáng ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, kinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ báo đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật ý. Của hàng hiền chúng tăng ni, cứu tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra con xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn đăng tăng cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tệ, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư, trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên xin mang diêm phù cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm, mà còn người yêu thọ số nhậm hằng xa, huống hồ từ
buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nàn rời tâm, mà khổ bao nung nấu âm thầm, là do thiện nghiệp quá tầm mong manh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng về, tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám trước Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hằng hà tội xưa, bao nhiêu khổ bao còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chúng. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lãnh chia nghiêm quá không mong thoát nạn, sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh. Giá quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa, ba án tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường, họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường cổ đau anh. Oan gia khổ bao đối đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình, khổ bao nước lửa đạo binh, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên, xa quê mồ mả tổ tiên anh. Nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu, khổ báo lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra, khổ báo miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan, khổ báo hoạn nạn miên mang. Dịch tả số ve phong hàng liệt thân, khổ báo á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy, khổ báo yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nàng, hải hùng thú giữ trên ngang, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn, sám hối khổ báo từ đắm mang. Tự treo tự sát tự cầm vật sâu, lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương, sám hối khổ báo tai ương, công danh công phận sanh đường tiên thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng, làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung biển nào. Đời này và cánh đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan, hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan, triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong, mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần.
công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thấy tuần tử dân, chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám ngàn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tin tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chút chi, cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoại đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kim kim một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân, đời đời kiếp kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuận từ bi. Chế ngữ ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung, Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh, muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thể nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phước trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiếng tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện tâm trầm, mà quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu, công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sấm nhiều hằng xa. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù, mong sao chi cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành, mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Mồm ăn miệng bốn thứ bao gồm
Lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa, trong thân quyên bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quy tam bảo ngàn lần ăn năn. Cúi đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen lạ sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang gần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hãng được thân thánh hiền, bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều rằng bẫy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Ta
tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng dèm pha phần tán đôi đường tấn công khích bác lợi dường như dao vua tôi nghe kỳ lắm nhau vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa hai bên liền kết an hòa cũng vì theo vết dèm pha sự tình gây nên thù oán giao tranh làm cho nước loạn dân lành khóc la ác nghiệp như nước hằng hà lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày con nguyện tu sửa từ đây nguyện cho tội ác miệng này hóa không ác nghiệp miệng sám vừa xong nhờ công đức sám mà lòng được yên âm thanh tam thứ đủ duyên biện tài bốn thứ chu viên tự thành phán ngôn lời lẽ đành rằng nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh ai nghe cũng thỏa tấm lòng mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền ngôn từ bất tuyệt liên miên khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu nhập hàng thanh giả chân tu anh mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm mà con xin phá nguyện nhất tâm mà sám hối nghiệp miệng mê làm xưa nay cúi đầu năm vóc trương đại hướng về tam bảo miên mài quý ơi từ xưa vô lượng tội tình những khổ bao chướng quanh mình bủa vây tề địa ngục khổ thay như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra chịu bao thống khổ khảo tra quanh tề ngục tượng là sắc vây trên tề lưới sắc dân đầy dưới tề rừng kim đao dày đan nhau anh bốn bề lửa dữ thổi vào tội nhân trong đó tháng nào nướng quay cửa thành chó sắc bao vây nanh dài vuốt nhọn mắt tày ánh sao anh trên không chim sắc đua nhau móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân đầu trâu ngục tốt rần rần hết la đánh đập chặt bầm phân thấy anh lại thêm xe kiếm đao cày trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan như vậy muôn tháng ức năm mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong mà khổ bao như thế chẳng cùng con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn còn bao khổ bao nghiệp nhân đọa vào địa ngục cán tầng khác nhau khổ bao thân rã chẳng đầu vào nơi cây kim núi đau thọ hình khổ báo thiêu đốt thân mình nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la khổ báo nghiền nát thịt da bánh đao xe lửa nghiến cà nát thay khổ báo chừng nấu nướng quay
chui vào lò lửa tan thay vàng dầu à, khổ báo tàn phố nát nhầu à, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi khổ báo xương nát thịt rơi à, vào ngục tôi sắc thay người nát tan anh khổ báo ăn nói dối gian à, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi à, khổ báo lòng đốn rã rời à, dây đen địa ngục sáu thời siết căng à, khổ báo ngập nướng trôi sông à, chìm trong địa ngục cho hồng phấn sôi ăn à. Khổ báo da nứt thịt phơi à, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng à, khổ báo tàn sát hung hăng à, địa ngục chim sắc sói lan cắn nhầu khổ báo đâm chém lẫn nhau à, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay à, khổ báo bị nương bị quay à, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thối à. Khổ báo kẹp nát hình hài à, địa ngục bánh sắc nghiêng say tâm bành à, khổ báo mổ xẻ thân mình à, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai khổ báo chém chặt bánh da à, địa ngục núi thịt mụ lòa tối thui à, khổ báo thịt lũng xương lồi à, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh à, khổ báo mổ cắt xe phanh an địa ngục mọc xanh treo mình ngưỡng chân à, khổ báo nóng nực thiêu thân à, địa ngục cháy đốt rần rần gào la à, khổ báo mờ mịt bao la à, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây âm à. Khổ báo như dại như ngây à, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm à, bốn ngàn tám vạn ngục phân à, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu à, vốn xương não tùy biết đâu nói cùng nhốt giam lẫn lộn trùng trùng mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con ngay thân mình lung chẳng còn à cũng xa ngục đó oán hận chứa chan à tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn muôn phần thông khổ vạn lần đau thương ngày nay sám hối mười phương chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn à, nguyện cho khổ báo ngàn muôn à, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa nguyện nhờ công đức chi thành à, ăn năn sám hối pháp lành à, hiện ra khổ báo địa ngục hằng xa tỳ thành sắc thấy là tinh thánh án đạo cũng chỉ là danh à, kẹp cầm địa ngục biến thành an vui à, núi đao cây kiếm vạn sôi à, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng đầu cho mặt ngựa tàn hung à, biến thành bồ tát đẩy lòng tự bi à, tội nhân ngục tốn thiết vi à, tẩy đều thoát khổ tức thì an vui à. Pháp tâm vô thượng đời đời à, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na à, con xin đành lễ phật đà quy tam bảo ta bà mười à, phương. Thank you.
sanh cử từ vô thủy đến nay đã tạo căn điều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy, tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chương đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu, phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ha khác chốn biên địa, dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa. Càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây càng đừng phần thế tôn chứng biết cho chúng con thương nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ đường giới thanh tịnh, nhận đến thì một bắp cơm cho các loài súng sanh, hoặc tu tịnh hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có, tu hạnh bồ đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái, đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hồi các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thánh phật nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp biến dung, mà lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng giọng có phần phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay, trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dâng cung đức thầy Như Lai.
hương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật Pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba động hòa tai nối liền, từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa, tùy hỷ công đức cho vừa lòng ấy tin. Đèn tuệ thắm sáng cầu xin, Bồ Đề thành tự bắt đầu, chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm mưu cứu trụ giáo hóa công chúng sanh lời lãng đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới minh châu hiền bài, tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, con nay hồi hướng môn lòng thanh cao, thân lão chao dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Thân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu, chúng sanh độ hết không cầu trả ơn. Hư không thế giới có sợ nghiệp và phiền áo đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng như ơi như. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đứng đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh.
theo lời Phật dạy trong kinh. Ai đem vạn trạng thiên hình ngu si, ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau. Ba là khổ báo trước sau, ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành. Vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành. Nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành,
tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sáu trần. Trong kinh lời Phật ân cần chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngã quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn ai năng. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàn nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phân mỗi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát phục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra, và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu dài xa vào mấy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này. Hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán thiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên.
hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chánh nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thí chẳng phân, hoàng do năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dâng tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoạn hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên, thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám cố nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tính phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư, một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tầm sâu rộng đàn nhập tâm, ta hoài ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi cổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bao dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số động thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ, thần thông sao thứ có dư, sáu
trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm mơ chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi, nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay màng lưỡi xanh, hành mười vị cúng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh, mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng, nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Cuối đầu đánh lễ phận rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn, sám phiền não chương cội căn, sám ác niệm chương hai phần đã xong. Em còn khổ bao chương mênh mông, mà cũng xin tuần tự hết lòng có phong, trong kinh Phật dạy ân cần, dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu. Trên không hoặc bất cứ đâu, nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra, chỉ duy sám hối mới là pháp màu rửa sạch chướng ma nghiêm trần. Khi xưa Đế Thích mãn phần, cảm chiêu năm tướng suy dần hiện, tức thời quy hướng Phật đã triệt tiêu năm tướng suy mà sống lâu. Sám hối thập pháp nhiệm màu, khả năng diệu tội chẳng đau sánh bằng, phàm phu ngu muội hung hăng, không người chỉ vẽ tội bằng thái sơn. Tánh ưa làm ác chẳng sờn, đến khi gần chết vẫn còn ác tâm, trong giờ phút cuối nghiệp tâm, cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra, đầu trâu mặt ngựa quỷ ma, hợp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan. Bây giờ dù có ăn năn, có mong sám hối cũng bằng uổng công. Lung mạnh biến nhát buông lung, mà không chịu tính đức chẳng mong làm lành, quả báo thiện rõ rành, án thời địa ngục một mình cứu mang, vẫn dầu cột lửa bảy hàng, tránh sao coi cảnh xương tan thịt bầm. Bây giờ dù biến lỗi lầm, mà cũng không thể sám cam tâm chịu đền, thế nên cuộc sống hiện tiền, phải cần tu tập phải chuyên làm lành, quỷ vô thường đến thịnh lình, chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn.
Tài nào giữ được lâu bền, sắc nào chẳng hoài bán tiền khó mua, cơ đồ trăm vạn dấu thừa, cũng không thể kéo dây giữa mạng tàn. Gia đình của cái tiêu tan, như trò ảo thuận thế gian thường bày. Sao không suy ngẫm sớm chạy, không lo sám hối sâu dày nghiệp oan. Khi năm thiên sứ hiện thân, quý vô thường đến bất thần chạy đâu. Tránh sao cổ bao đau đầu, một lời sám hối nói đâu đường nào. Dẫu rằng phương đứng bao nhiêu, được sinh lên cõi trời nhiều sướng vui. Một mai phước bao hết rồi, tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ. Gương ông làm Phật sờ sờ, thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu. Thân chưa giải thoát ngụng tù, nên khi mạng hết lại vô luân hồi. Thân trồn chịu mấy trăm đời, sao ta chẳng lấy gương người mà soi. Đến như việc nhỏ trên đời, cửa quan phải đến cũng thời lo âu. Thâu đêm lo lắng ban đầu, xó cùng khổ địa ngục đau thắm gì. Thế mà nào có biết chi, từ vô lượng kiếp tôi bị núi cao em. Vẫn không e sợ chút nào, chẳng lo thống khổ xa vào ngục sâu. Ngày nay sám hối khẩn cầu, mười phương chư Phật xoa đầu chứng minh. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây. Tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh tề ngục tưởng là sắc vây. Trên thì lưới sắc dâng đầy, dưới thì rừng kim đao dày đan nhau. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó tháng nào nướng quay. Cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tày ánh sao anh. Trên không chim sắt đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân. Đầu trâu ngục tốt rần rần, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kiếm đao cày, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan. Như vậy muôn tháng ức năm, mà sống thì chẳng đưa trên càng không sống. Mà khổ bao như thế chẳng cùng, con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn. Còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau. Khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mẫn tình kêu la. Khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiến cả nát thay. Khổ báo chân nấu nướng quay, chui vào lò lửa tan thay vàng dầu. Khổ báo tàn phủ nát nhà,
nhầu vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi khô máu xương nát thịt rơi vào ngục coi sắc say người nát tan anh khổ báo ăn nói dối gian trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi khổ báo lòng đốn rã rời dây đen địa ngục sáu thời xiết căng khổ báo ngập nướng trôi trong chìm trong địa ngục tro hồng quẩn sôi khổ báo da nứt thịt phơi chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng khổ báo tàn sát hung hăng địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu khổ báo đâm chém lẫn nhau địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay khổ báo bị nương bị quay địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui khổ báo kẹp nát hình hài địa ngục bánh sắc nghiêng say tâm bàn khổ báo mổ xẻ thân mình đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai khổ báo chém chặt bánh da địa ngục núi thịt mù lòa tối thui khổ báo thịt lũng xương lồi địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh khổ báo mổ cắt xe phanh địa ngục mọc sắn treo mình ngưỡng chân khổ báo nóng nực kêu thân địa ngục cháy đốt rần rần gào la khổ báo mờ mịt bao la muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây khổ báo như dại như ngây ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm bốn ngàn tám vạn ngục phân đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau khổ báo có ruột rút đầu vốn xương nào tùy biết đâu nói cùng nhốt giam lẫn lộn trùng trùng mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con ngay thân mình lung chẳng còn cũng xa ngục đó oán hận chứa chan tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn muôn phần thông khổ vạn lần đau thương ngày nay sám hối mười phương chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn nguyện cho khổ báo ngàn muôn tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa nguyện nhờ công đức chi thành ăn năn sám hối pháp lành hiện ra khổ báo địa ngục hằng xa tỳ thành sắc thấy là tinh thánh ăn đạo cũng chỉ là danh kẹp cùng địa ngục biến thành an vui nỗi đau cây kiếm vạn sôi biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng đầu trâu mặt ngựa tàn hung biến thành bồ tát đầy lòng từ bi tội nhân ngục tốn theo vi thảy đều thoát khổ tức thì an vui phát tâm vô thượng đời đời lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na con xin đành lễ phật đà quy tam bảo ta bà mười phương
Sau khi đành lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật đã báo ban rằng trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khó nhiều. Vì tham nếu người biên đủ chẳng ham, vô nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời cũng không vừa ý, xuống đời khổ đau biến đâu đang đứng bờ cao. Bên lề vực thăm cửa vào cõi mê của ba ánh đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền. Không gặp thiện hữu báo quyền, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu em. Dành cho kiếp sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan. Tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dạy rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo người. Đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành phổi sạch trắng tay, môn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo. Cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói ranh cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân. Phương đức chẳng thể cậy trong, lọt vào ác đạo khó hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai. Ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Nguyện xin sám hối trước tiên, súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan. Tha sinh cầm thu giá mang, không có tri thức cam làm ngựa trâu. Kéo cày cả nợ thâm sâu, hoàng làm loài thú rút đầu không chân. Làm mọi loài khác bất ăn, hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi. Hoặc làm loài có vẫy xuôi, để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân. Súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh. Phần giờ máu mổ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam. Bụng to gỗ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên. Khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la. Kiêu căng vua nịnh điêu hoa, ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình.
gánh cá trần bể lấp kênh, làm cần a quỷ đầu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, báo thân thần quỷ chẳng cảm mang. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp hoang. Nguyện nhờ công đức ăn năn, sám hối khổ báo nghiệp phàm súc sinh. Sẽ màng ưu tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân án đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mãi nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật và cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, mùi vị cam lo chứa chan lòng trần, nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu, bỏ thân vua nịnh tập kêu, bỏ thân thô lậu xa điều thị phi, nguyện đem phước đức tu trì làm điều ích lợi khắp vị nhân thiên. Nguyện rằng từ đây trở lên, đến ngày đạo quá chu viêm bồ đề, không còn khổ bao bốn bề, ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư, trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên sinh mạng diêm phù cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm mây. Mấy ai sống tới tuổi trăm, mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nạn rời tâm, mà khổ bao nung nấu âm thầm, là do thiện nghiệp quá tầm mong manh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng vì, tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám chữa Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa, bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thị tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chúng. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lãnh chia nghiêm quá không mong thoát nạn, sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh.
giác quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa ba ánh tám nạn dây dừa. Mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường, họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau. Oan gia khổ bao đổi đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đạo binh, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên. Xa quê mồ mả tổ tiên anh, nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu, khổ báo lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra, khổ báo miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan, khổ báo hoạn nạn miên man. Dịch tả số ve phong hàng liệt thân, khổ báo á quỷ phi nhân, nằm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy. Khổ báo yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nàng. Hải hùng thú giữ trên ngàn, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn. Sám hối khổ báo từ đâm mang, tự treo tự sát tự cầm vật sâu, lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương. Sám hối cổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiên thí. Y phục cực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viễn nào. Đời này và cán đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong. Bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân. Chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám ngàn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này. Ăn mặc tất cả đủ đầy, chẳng tin tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chút chi. Cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu. Nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kiếp
tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm từ an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếp kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuận từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa đáng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phương trí viên thành đạo sâu. Cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh. Tiếng tu Phật quả sâm thành, chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi. Không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn. Hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu. Công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sống nhiều hằng xa. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù. Mong sao chi cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tất thần. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của ai.